sắp xếp cái dãy số thập phân này theo thứ tự tăng dần là từ bé đến, còn giảm dần là từ chốt chỗ đó chưa. Bước 1 chia phe ra, số âm để một phía đi, nhiêu trừ 2,99 tiếp, trừ 2,9 tiếp, số dương đi, không phớt tiếp, tiếp chốt chưa. Nó kêu sắp xếp gì, từ bé đến là tăng dần đó, tăng dần thì sắp xếp bằng số âm trước, nhiêu sai nè, tăng dần là âm 2,99 chắc chưa. Ủa nhớ chắc dần rồi, nó kêu tăng dần, tăng chắc chưa, chắc tiếp 2,9 đọc đàng hoàng, âm 2,9 tiếp 0,7 chắc chưa, 1,2,1 hiểu không?